À, xin chào các bạn. Thì có một cây chanh bonsai mình trồng trong cái chậu này. Thì mình trồng cũng hơn 1 năm rồi. Thì hôm nay mình sẽ tỉa lại mấy cái cảnh cho cây nó đẹp hơn nữa các bạn. Thì cây này của mình cũng đã ra hoa và có quả rồi. Thì hôm nay mình sẽ tỉa lại một số cái cảnh nó nhỏ nhỏ này cho nó dáng nó đẹp hơn. Các bạn cũng theo dõi xem mình tiến thế nào nhé. Cái cây này mình trồng thì cũng không chăm sóc nhiều, thì cứ để nó tự nó phát triển ở trong chậu. Đây mình sẽ cắt một vài cành ở chỗ đầu ngón tay nào của mình đi. Đây mình sẽ cắt vài cành ở đây. Cái dáng nhìn cũng tương đối đẹp. Bây giờ mình sẽ cắt tỉa cho các bạn. Mình sẽ cắt vào cái cành nhỏ ở đây đi, cho nhìn thấy cái thân của nó. Cắt ra cái mùi rất thơm cho các bạn. Hy vọng là năm nay nó sẽ tiếp tục ra hoa và có quả. Mình sẽ cắt cành này. Đây mình đã cắt đi một số cành. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cắt một số cành nhỏ ở đây nữa. Đây cành này các bạn, nó mọc ở thân thì nó cũng không đẹp, mình sẽ cắt đi. Đây cành này nữa này. Đấy. Cái dáng này là cái dáng tự nhiên luôn, mình cũng không uốn gì hết. Khi mình phát hiện ra cái này ở trong vườn thì mình đánh về chậu mình trồng, thì nó đã có cái dáng như này rồi, đang tự nhiên. Bây giờ mình sẽ cắt tiếp cái cành này đi. Đây cành này. Cành này nữa đây. Đây còn cái cành này mà có giữa cái chỗ này mình cũng sẽ cắt đi luôn. Đó, thế là cây này bây giờ là chia thành hai nhánh. Một nhánh này đang trúc xuống dưới. Để mình cắt cái này nữa. Đây, nhánh này mình cũng cắt đi nữa này. Đó. Là cái nhánh này là nó đang đỏ xuống dưới các bạn, đang đỏ xuống dưới này. Còn nhánh này thì lại vòng lên bên trên. Cành này khả năng mình cũng sẽ cắt luôn vì nó mọc ở chỗ này nó cũng không đẹp, mình sẽ cắt đi luôn các bạn. Đấy.
Đây, mình đã cắt xong tương đối rồi các bạn. Đây, nhánh bên này có một cái nó bị một cái nó nhô cao hơn đây, cành này mình cắt cành này đi cho nó đẹp hơn này. Mình sẽ cắt cành này đi rồi, ok. Đó, bây giờ cây của mình nó sẽ chia ra thành hai nhánh, một nhánh ở bên trên này và một nhánh đổ xuống dưới này. Vậy là mình đã tỉa xong rồi các bạn. Đây là hình dáng sau khi mình tỉa xong rồi. Và mình để một thời gian nữa xem thế nào thì mình cũng đang định tính là sẽ cắt một trong hai cành này đi, nhưng chưa biết cách cành nào nên mình vẫn đang để nó là hai nhánh như đây. Mình đã cắt xong rồi các bạn. Mình sẽ để hai nhánh này. Mình dự định là sẽ cắt một trong hai nhánh đi, nhưng mà chưa biết cách như nào nên tạm thời mình cứ để hai nhánh như này. Các bạn xem thấy cắt nhánh nào đi thì comment bên dưới giúp mình nhé. Đây. Các bạn xem thấy để nhánh nào hợp lý hơn thì các bạn comment dưới. Chanh lá nhỏ rất thơm. Thì mình đã tỉa xong nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ giúp mình và đón xem những video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.